Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi số 56, chuyện khối vàng. Tiền thân Kanchana Khanda, người với tâm quan hỷ. Câu chuyện này khi ở tại Xá Vệ, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở Xá Vệ sau khi nghe theo bậc đạo sư thuyết pháp, gửi cả tâm tư vào ba ngôi báo và xuất gia. Hai vị sư trưởng và giáo thọ sư dạy về giới. Đây hiền giả, đây là giới. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại, tám loại, chín loại, mười loại, nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đây là giới sử dụng các đồ vật. Tỷ kheo trẻ ấy suy nghĩ, giới này thật quá nhiều, giới chừng ấy giới được chấp nhận, ta không thể nào giữ trọn, không thể nào giữ trọn đủ giới, thì xuất gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như bố thí và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ vậy, tỷ kheo thưa: Thưa các tôn giả, con không có thể giữ giới. Không thể giữ giới thì xuất gia có lợi ích gì? Con sẽ hoàn tục. Xin các tôn giả hãy lấy lại y bát. Sư trưởng nói: Nếu sự việc là như vậy thì hiền giả hãy đến đảnh lễ bậc đạo sư. Các vị ấy đưa tỷ kheo đến pháp đường gặp bậc đạo sư. Thế vậy ngài nói: Này các tỷ kheo, sao các ông đem một tỷ kheo đến đây mà vị ấy không muốn? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này nói không thể giữ giới, trả lại y bát, nên chúng con dẫn vị ấy đến đây. Này các tỷ kheo, sao các ông lại nói quá nhiều giới cho tỷ kheo này? Bao nhiêu giới vị ấy có thể giữ được, vị ấy sẽ giữ từng ấy giới. Bắt đầu từ nay, các ông chớ nói nữa. Ở đây ta biết những gì nên nói. Rồi bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: Hãy đến, này tỷ kheo, lo gì đến nhiều giới vậy? Ông có giữ được ba giới không? Con có thể giữ được, bạch Thế Tôn. Vậy bắt đầu từ nay, ông hãy giữ ba cửa: cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. Chớ làm điều ác về thân, về lời, về ý. Hãy tinh tấn lên, chớ hoàn tục, chỉ giữ ba giới này thôi. Cho đến như vậy, tỷ kheo ấy hết sức hoan hỷ và nói: Lành thay bạch Thế Tôn, con sẽ giữ ba giới này. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, tỷ kheo ấy đi về với vị sư trưởng và giáo thọ sư của mình, giữ gìn đầy đủ ba giới ấy. Tỷ kheo ấy suy nghĩ: Giới được vị sư trưởng và giáo thọ sư nói với ta, vì tự mình không phải là Phật, các vị ấy không thể làm cho ta hiểu được từng ấy giới. Bậc chánh đẳng giác, vì tự mình khéo giác ngộ chánh giác, là vị pháp vương vô thượng, ngài tóm thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta gìn giữ chúng. Bậc đạo sư thật sự là một hỗ trợ cho ta vậy. Tỷ kheo ấy phát triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết được tin này, các tỷ kheo họp tại pháp đường, ngồi nói về công đức của bậc đạo sư. Này các hiền giả, tỷ kheo này không thể giữ giới, muốn hoàn tục. Bậc đạo sư tóm thâu tất cả giới vào ba phần, bảo tỷ kheo ấy giữ chúng và giúp vị ấy đạt được quả A-la-hán. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi nói chuyện gì. Được họ cho biết về đề tài câu chuyện, ngài nói: Này các tỷ kheo, một vật hết sức nặng, nếu được chia thành từng phần cũng trở nên nhẹ. Thuở xưa, các bậc hiền trí được một khối vàng lớn không thể nhấc lên nổi, đã chia thành từng phần rồi nhấc lên nổi và đem vàng đi. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người cày ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia, Bồ Tát đang cày trên một thửa ruộng. Thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bị bỏ hoang, vì trong làng có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đống vàng lớn bằng bắp dế người và cao đến bốn khuỷu tay. Lưỡi cày của Bồ Tát mắc phải đống vàng ấy nên đứng khựng lại, nghĩ rằng đó là rễ tỏa rộng của cây. Bồ Tát đào đất lên nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ Tát chùi đất sạch sẽ và cày tiếp cho xong ngày ấy. Khi mặt trời lặn, để ếch và cày một bên, Bồ Tát nghĩ đến phương cách đem khối vàng đi.
nhưng Bồ Tát không nhấc nó lên được. Bồ Tát ngồi và nghĩ: để phần như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta. Để phần như vậy, ta sẽ chôn giấu. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công việc. Để phần như vậy, ta sẽ làm các công đức như bố thí. Rồi Bồ Tát chia thành bốn phần. Khi được Bồ Tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ Tát nhấc vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn phần. Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, cùng nhiều thiện sự khác, và đi theo nghiệp của mình. Khi kể xong chuyện này, bậc Chánh Ẩn Giác đọc bài kệ: người với tâm hoan hỷ, với ý cũng hoan hỷ, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sử. Rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả A-la-hán, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, người được khối vàng là ta vậy. Ha ha ha,